thưa quý vị, Công an phường 2 thành phố Sóc Trăng đã phát hiện và bắt quả tang một quán ăn gia đình vi phạm việc không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người theo quy định tại điểm C khoảng 3 điều 12 Nghị định 117 của Chính phủ về xử phạt hành vi vi phạm hành chính trên lĩnh vực y tế. Cụ thể, vào khoảng 21 giờ ngày 18 tháng 7, Công an phường 2 kiểm tra quán ăn gia đình trên đường Trương Công Định, khóm 4, phường 2, thành phố Sóc Trăng, phát hiện trong quán có một bàn khách gồm 5 người đang uống rượu bia và hai bàn khách gồm 8 người đang uống cà phê. Công an phường 2 đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ quán nêu trên, theo quy định với mức tiền phạt là từ 10 đến 20 triệu đồng. Qua vụ việc trên, đề nghị người dân cần thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh.